5 giờ thì nói chung là cái đoạn này nó vừa xảy ra hai vụ tai nạn chết ngay ở tại đây. Thì có một bà Thanh La Lăng và một bà Nguyễn Hải Cơ. Awful tough lately, smoking a lot of cigarettes lately, but inside it's just a little baby. Okay, I'm winning now!